mình chỉ mở tới đây ha. Em này đó, em này nó là ba máy cả nhà. Rồi Mẫn Long An mến chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình tiếp tục chia sẻ cả nhà chiếc Hyundai 5400 nha cả nhà. Đó, em này nó nằm trong đây, nó mang một cái gầu cả nhà. Zin đẹp lắm. Nó đẹp từ chi tiết luôn á, cái sơn nó còn zin, nó zin luôn nè. Để mình cho cả nhà xem cái gầu em nói nha. Cái gầu em nói là sơn vip, cái sơn là zin vip luôn á. Bốn cái lớp còn rất mới cả nhà. Mấy tiết nó nằm hơi chật á, cả nhà cũng thông cảm ha. Bạn nào có quan tâm thì tới ha. 11.2-24 cả nhà. Em này ốc tiết còn 7 màu luôn á. Để cho cả nhà xem cái cầu trước em nó nè. Em này nó phải nói là bạn nào có nhu cầu bên cái gầu, nếu mà có muốn chiếc này nha, tới chiếc này là cả nhà thêm bưng cái chiếc này luôn cả nhà. Đó, mình quay kỹ cho cả nhà cái lượng video này khoảng 8 phút thôi nha. Em này không có đường nào vàng, ốc yết nó còn 7 màu luôn. Nó còn 7 màu để cho cả nhà xem cái gầm nó. Em này nó đẹp cực kỳ luôn cả nhà. Mình không có mở cái máy được ha, nó vướng cái gầu. Không có mở cái máy được, mình cứ dội sơ vàng ngoài cho cả nhà xem nha. Mình chỉ mở tới đây ha. Em này đó, em này nó là ba máy cả nhà. Đó, chi tiết cái máy đây nè. Em này quá đẹp luôn cả nhà. Đó, tất cả chi tiết em nó thì phải nói là có cái bàn nha. Cái nắp capo nó nè. Rồi, đẹp lắm nha. Lên chỉ tới trên đây thôi. Nó vướng hai cái gầu, mình không có mở hết được nha. Ốc em nó còn 7 màu nha. Không có mở hết được cả nha, đây nè. Carbon nó nè, ở trong phần cabin em nói cả nhà, còn zin quá đẹp luôn nè cả nhà, chưa dọn rửa gì đó nha. Em này thì khỏi phải không chê vào đâu được nha. Số giờ em nói là 5318 giờ nha. Cái dàn hệ thống điều chỉnh gì đây cả nhà. Ở bên đây cái dàn dàn ben dàn gì đó mà mình cũng
chia sẻ cả nhà ha. Có gì cả nhà cứ gọi trực tiếp lên kho bãi giúp mình, nó có một số cái hệ thống cái tần số tần điện gì đó. Nói chung là em này đẹp tiếp á, chi tiết cả nhà cứ gọi trực tiếp lên kho bãi giúp mình hỏi thăm cái xe nó như thế nào nha. Em này thì bỏ phải bàn để mình ra sau cho cả nhà xem cái phần sau em nói nữa. Bếp rồi để mình lên trên cái ha, lên trên cho cả nhà xem cái phần sau em nói một cái lên cả nhà. Đó, phần đùi sau em nói này cả nhà. Không xuống dưới được ha, nó có cái máy bơm mình không có chui xuống được, mình chỉ quay đứng ở trên đi, mình quay xuống cho cả nhà xem nha. Không có xuống dưới được. Đó, em này thì nó đẹp lắm đó cả nhà. Bảng số nó là 336. Đây nè cả nhà. Dướng cái bên đây mình không có đi xuống dưới được nha. Đó, cái kho này bị đất nhiều xe luôn nha, bạn nào có quan tâm tới bến bãi thì sẽ biết rõ hơn cái kho này nha. Sẽ biết rõ hơn nha. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Để mình xuống đây mình đi dạo dạo rồi cả nhà đếm xe cả nhà. Mình coi chiếc Hyundai này giờ còn một mớ xe gì Hyundai nữa nha. Rồi kết thúc video của cả nhà. Đó, đây là. Đó, con này có rất nhiều xe cả nhà. M6000 em là đùi cậu lớn, đùi lớn nha kìa. 69 HP luôn á. Em này là 69 HP. 69 HP nha, 6000 là 69 HP nè. Cậu lớn nha. Rồi số điện thoại nằm phần mô tả, chi tiết cả nhà cứ gọi trực tiếp giúp mình nha cả nhà. Rồi cả nhà cảm ơn cả nhà rất nhiều.